À, xin chào, hôm nay trong cái đợt hội nghị thượng đỉnh của Murad năm 2017, chúng ta sẽ có thêm những thông tin vô cùng đặc biệt, vô cùng thú vị và vô cùng cần thiết, đặc biệt với thị trường Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Thế thì như chúng ta đã biết được rằng là vấn đề của môi trường, vấn đề của đô thị, đặc biệt ví dụ như là tia UV, ánh sáng xanh, sự ô nhiễm ở đâu cũng có đúng không ạ? Nhưng mà trên hết cả thì Việt Nam chúng ta sẽ bị những vấn đề này nhiều hơn, và vì vậy chúng ta không thể nào tránh được cái môi trường đó, nghĩa là chúng ta không thể là bỏ Việt Nam. Nếu được qua Mỹ sống thì đã là tốt quá rồi đúng không ạ? Tuy nhiên nếu như đối với người Mỹ thì sao? Ánh nắng ở đâu cũng có, và hiện nay ở Cali hay ở Los Angeles là cơ quan đầu não của Murad. Thế thì bản thân đối với họ, cái việc bảo vệ da, bảo vệ sức khỏe đang là cái đề tài quan trọng nhất. Bởi vì ở thời điểm hiện nay trong cái thế kỷ mới này, sức khỏe mới là cái giá trị của sự đẳng cấp. Bởi vì rõ ràng là chúng ta muốn làm cái gì đi chăng nữa cũng cần phải có sức khỏe đúng không ạ? Thì đây sẽ là một trong những cái bạn gọi là rất trẻ, nhưng mà nói trẻ mà thật ra không trẻ, cô ấy cũng ba mươi mấy gần 40 tuổi rồi, nhưng mà để giữ được một cái làn da một cái vẻ tươi trẻ trên bề mặt da là điều rất quan trọng, và đặc biệt đối với phụ nữ đúng không ạ? À, chúng ta có thể đeo nữ trang, chúng ta có thể mặc những trang sức rất là quý giá, mặc những trang phục rất là quý giá, nhưng cái sự thoải mái, cái sự hạnh phúc và cái sự tươi tắn nó sẽ đến từ trên cái làn da thật sự của mình, chứ không phải là trên những cái trang sức và những cái trang phục kia đúng không ạ? I'm just talking about you can wear a very famous brand, you can wear a lot of the accessory, but however the real beauty is come from the skin, right? So but and we have to stay in the environmental light, UV sun, UV have everywhere. So the most important thing is protect the skin. But how to protect, that's say how we different from other, right? Cho nên là mà chú mới vừa giải thích với cổ xong là dù ở đâu đi chăng nữa, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì sự bảo vệ vẫn vô cùng quan trọng. Hiện nay trên thị trường thì có rất 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 nhiều sản phẩm có khả năng chống được cái tia tử ngoại trong môi trường. Thế nhưng bảo vệ làn da thực sự như thế nào thì đó là một cái điểm vô cùng khác biệt. Như các bạn cũng thấy được rằng là trước giờ theo cái kiến thức chúng ta đã được học, đã được biết thì chúng ta cần phải thoa chống nắng trên da 30 phút trước khi làn da chúng ta tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài. Thế nhưng với Murad thì chúng tôi làm được nhiều hơn như vậy nữa. Và các bạn sẽ thấy được rằng là chỉ cần thoa một cái lớp sản phẩm lên trên da thì ngay lập tức các bạn có thể đi ra bên ngoài môi trường liền. Và Murad có thể đảm bảo cam kết rằng tất cả những tác hại từ môi trường như là ánh sáng xanh, tia tử ngoại hoàn toàn không chạm được đến làn da. Và sản phẩm này thì như các bạn đã biết rồi đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng ở bất kỳ một cái bước nào, ví dụ như trực tiếp lên da, hoặc là trên những cái serum điều trị, hoặc là ngay cả trên nước trang điểm của chúng ta vẫn được đúng không ạ? As you know about this product, it's very easy to use in any step. This means that you can directly on your skin after you wash on your face, or you can on top of serum or however makeup also can. So very easy and you won't feel difficult, no, you won't feel very heavy on your skin, and right away after that your skin become perfect, more than perfect. So I would like to apply half of the face only. Cho nên là đối với làn da này thì hiện tại mình sẽ thoa chỉ một nửa trên gương mặt thôi, và ngay trước chúng ta cũng đã nhìn thấy cái sự khác biệt, và đó cũng là lý do vì sao mà nó được có tên là sản phẩm thần thánh đúng không ạ? Và cái điều quan trọng là với cái sản phẩm này, Invisi Blur Perfecting này, thì chúng ta sẽ có được ngay cái công dụng là ngay lập tức sẽ bảo vệ được cái làn da mà không có bị ảnh hưởng do môi trường, và tia tử ngoại không thể nào thẩm thấu được vào trong da chúng ta cả. Thì làm sao để chứng minh được cái điều này? Nói thì phải có cái minh chứng rõ ràng đúng không ạ? Và các bạn sẽ nhìn thấy qua cái máy siêu âm da thì ngay sau đây khi tôi vừa thoa xong cho bạn này, tôi sẽ cho các bạn thấy với là cái kết quả chúng ta có thể nhìn thấy được rằng đôi khi trên làn da chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường, thực tế có thể vấn đề nó sẽ nhiều hơn như vậy. Ví dụ với một cái gương mặt thì chúng ta thấy được rằng là nếu làn da bên ngoài rất là đẹp nhưng có thể bên dưới vấn đề nó sẽ như thế này. Và các bạn biết không, đây là vấn đề của đa số các bạn trẻ, chúng ta không có tập trung, không có bảo vệ đủ cho làn da mình trong một khoảng thời gian rất dài, từ năm mà chúng ta mới 16 tuổi chúng ta đã có khả năng bị vấn đề như thế này.
và các bạn sẽ nhìn thấy những cái điều này. Thì hiện nay vẫn đang có rất nhiều cái nền da Việt Nam, nhìn bên ngoài da rất là đẹp ạ, nhưng mà bên dưới nó thì như thế này đây. Nhưng khi mà thoa một nửa cái gương mặt có thoa sản phẩm chống nắng Invisiblo của chúng tôi thì các bạn sẽ nhìn thấy được rằng tôi không có thoa ở trên cái phần mắt và môi, đúng không ạ? Cho nên các bạn sẽ thấy được rằng được che phủ đầy đủ hết một bên và rõ ràng, tia tử ngoại, cái cơ chế chụp của máy siêu âm không thể nào nhìn thấy được bên trong, nghĩa là làn da được bảo vệ tuyệt vời đầy đủ. Và đó là lý do vì sao nó có tên là Protecting Shield, một cái tấm khiên hoàn hảo nhất cho làn da chúng ta. Còn gì được cái kết quả tốt đẹp hơn như vậy, đúng không ạ? Và ngay từ hôm nay hãy bảo vệ làn da mình với đúng sản phẩm có chức năng tuyệt vời như thế này. Và tương tự như vậy thì các bạn cũng biết được rằng là môi trường chúng ta đang sống hiện nay, ngoài tia tử ngoại UV, hiện nay cái điều đáng sợ hơn cả đó chính là cái bức xạ nhiệt, hay còn gọi là bức xạ hồng ngoại, đúng không ạ? Chúng ta không cần đi ra bên ngoài, chúng ta vẫn cảm nhận cái hơi nóng, đặc biệt ở Việt Nam mình tới giờ trưa thì hầu như chỗ nào cũng nóng, đúng không ạ? Ở trong nhà cũng nóng, ở trong xe cũng nóng, và kể cả trong phòng máy lạnh đôi khi cũng rất là nóng. Bởi vì bức xạ nhiệt nó có thể xuyên thấu qua bất kỳ một cái nguyên vật liệu nào. Và điều đáng sợ là rằng nó có thể tổn thương thực sâu bên trong da, và qua khỏi cái giới hạn của da nó vẫn có thể tổn thương được. Tiếp theo nữa đó chính là ánh sáng xanh. Thì đại hội nghị của Murad vừa rồi đã thông báo với các bạn, đã chia sẻ với các bạn rất rất nhiều thông tin về ánh sáng xanh, và chúng ta không thể nào tránh khỏi nó trong bất kỳ một cái thiết bị thông minh nào, hay trong môi trường chúng ta đang sống, trong nhà hay bên ngoài, đều luôn hiện diện của ánh sáng xanh, đúng không ạ? Như vậy thì ngoài cái tấm khiên Invisible, chúng tôi còn thêm một cái tấm khiên khác nữa, và các bạn cũng đã biết, đã được chia sẻ rồi, đó chính là CD Skin S Defense. Với cái chỉ số chống nắng hiện nay đang cao nhất, đó là SPF 50 và PA 4+. Và các bạn cũng biết được rằng sản phẩm này được thiết kế hoàn toàn bằng chất khoáng, 100% bằng chất khoáng. Và thật ra mà nói là tôi yêu thích cái thiết kế, cái chai như thế này nhìn rất là gọn, rất là dễ thương, đúng không ạ? Tuy nhiên nó đạt được tới 5 cái công dụng khác nhau, đó là UVA, nó sẽ chắn được UVA, UVB, bức xạ hồng ngoại nè, rồi ánh sáng xanh, và đặc biệt nữa đó là độ ô nhiễm trong môi trường. Nghĩa là nếu các bạn dùng cái sản phẩm này, thứ nhất, sự bảo vệ trọn vẹn trên làn da là điều hoàn toàn có thể. Điểm thứ hai nữa, nó sẽ thay thế cho cái làn da của mình như một cái làn da thứ hai, và những cái ô nhiễm, những cái chất ô nhiễm không khí hay những cái chất độc hại gì đó trong môi trường không thể nào bám được lên làn da chúng ta. Mà nếu các bạn có sử dụng rồi, các bạn sẽ thấy nó có cái màu rất là nhẹ, đúng không ạ? Đó chính là cái màu hồng đào rất là nhạt. Và với cái màu này thì rõ ràng là làn da màu da nào rồi cũng sẽ sáng hơn một tông, và nhìn vô cùng là dễ thương. Mà như các bạn, có nhiều bạn cũng hỏi là mỗi ngày tôi trang điểm bằng cái gì. Nên thật lòng, chúng tôi chỉ dùng những sản phẩm chống nắng của Murad là đủ. Và trên hết có một cái lớp phấn bột khoáng cực kỳ mỏng mà tôi dùng đã hơn 20 năm nay. Và đó chính là lớp make up hàng ngày, không hề có một cái phấn mềm nào cả. Và chúng ta sẽ test ngay sau đây công dụng của cái sản phẩm này trên da, liệu nó có chống được tia tử ngoại, chống được ánh sáng xanh, bảo vệ làn da như chúng tôi được chia sẻ thông tin hay không. Thì với hình ảnh các bạn đang thấy ở đây, đó là cái gương mặt được chụp bằng khi chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường, và đây là kết quả bởi cái tia UV ở bên dưới. Nghĩa là nếu như siêu âm da bằng cái tia UV, chúng ta sẽ nhìn thấy được những vấn đề xuất phát từ bên dưới của da, những vấn đề thực sự làn da đang có, đã có, và điều mà chúng ta cần điều trị chính là những cái vấn đề này đây. Và các bạn có thể thấy là bạn này 30 mấy tuổi, nhưng mà bạn có thể thấy được rằng làn da là đầy hết cả mặt, đúng không ạ? Quá nhiều. Thế thì sau khi mà tôi đã thoa một nửa lên cái làn da của người ta, thì chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì ha? Đây sẽ là những cái tàn nhang mà người ta sẽ có ở trên da sẵn. Thế thì tôi thoa một nửa với Invisiblo và một nửa còn lại tôi sẽ thoa bằng cái CT Skin S Defense, thì các bạn cũng sẽ thấy ngay lập tức được rằng là nó sẽ che phủ hết một nửa cái gương mặt, và chúng ta sẽ thấy được sự bảo vệ đối với sản phẩm là điều hoàn toàn có thể. Như vậy thì hãy cho làn da của bạn một cái cơ hội để được cái sự bảo vệ trọn vẹn, để được những cái tấm khiên tuyệt vời nhất của Murad, đó chính là CT Skin S Defense với 5 công dụng khác nhau và 100% bằng chất khoáng, để giúp cho chúng ta có được những công dụng tuyệt vời hơn. Qua đó làn da chúng ta sẽ được bảo vệ hơn. Mà bảo vệ làn da nghĩa là bảo vệ sức khỏe, đúng không ạ? Chăm sóc da là chăm sóc sức khỏe.
khi cơ thể chúng ta khỏe, khi làn da chúng ta khỏe thì chúng ta mới đẹp được. Ai cũng mong đến đạt được cái đẹp, nhưng cái đẹp có thật hay không, cái đẹp có tồn tại hay không phải dựa trên cái giá trị khỏe, đúng không ạ? Chúc các bạn sẽ có một làn da khỏe mạnh luôn luôn nhé. Cuối cùng, chúng ta bảo vệ ban ngày, nhưng mà rõ ràng được rằng là mỗi ngày dầu bụi bặm, bụi khuẩn, vi khuẩn trong môi trường vẫn có khả năng trong một cái lúc nào đó hoặc là trước đó làn da chúng ta đã có bắt đầu bị những cái tình trạng ô nhiễm môi trường tấn công vào. Thế thì còn gì tốt và hữu ích hơn nữa cho việc là chúng ta phải giải độc cho làn da mỗi ngày, đúng không ạ? Cũng giống như chúng ta đang ăn vậy thôi, những thực phẩm chúng ta đang ăn hàng ngày cũng cần phải giải độc ra khỏi cơ thể, thế thì làn da cũng cần điều đó. Và hiện nay như các bạn cũng đã biết được rằng qua hội nghị đại hội nghị của Morat trong tháng 6 vừa rồi, thế thì sản phẩm City Skin Overnight Detox đã có mặt. Và hiện nay thực tế mà nói thì đang là một trong những sản phẩm hot nhất thị trường, vì nhu cầu là không của riêng ai, nam nữ, những bạn trẻ hay những bạn lớn tuổi, những người lớn tuổi hơn đều cần cái sản phẩm này. Thế thì cách sử dụng nó sẽ như thế nào? Vô cùng đơn giản. Sau khi các bạn rửa mặt sạch xong, các bạn rửa sạch sâu xong để đảm bảo được rằng làn da chúng ta sẽ không còn những cái bụi bẩn, dầu thừa bám trong lỗ chân lông với cái sản phẩm AHA BHA Cleanser. Các bạn sẽ tiếp tục dùng Hydrating Toner hoặc là cái loại toner Essential C Toner gì đó, Quenching nếu như làn da các bạn cần thiết, hoặc là Serum Advanced Active Radiant Serum hoặc là những loại serum nào đó. Thế thì Detox sẽ là cái bước tiếp theo. Và các bạn sẽ thấy được rằng cái sản phẩm mới này đã được thiết kế một cách cực kỳ thông minh và đảm bảo rằng không bao giờ vi khuẩn xâm nhập được. Các bạn chỉ cần ấn trên cái hộp sản phẩm như thế này. Thế thì sản phẩm nó sẽ ra, và thông thường liều lượng là chúng tôi sẽ cho dùng 4 ấn trên một gương mặt. Nhưng nếu như gương mặt của bạn to hơn, bạn có thể tăng thêm một ấn nữa, và nếu gương mặt bạn nhỏ hơn có thể giảm đi. Các bạn sẽ thoa trực tiếp lên làn da sau những bước serum mà các bạn vừa thoa đó. Và sau khi thoa lên thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là cái da các bạn sáng hơn, do bên trong nó có thêm thành phần từ bột từ gỗ hoặc ngọc trai. Cho nên là chúng ta sẽ chờ khoảng 1 đến 2 phút cho cái lớp sản phẩm đó nó thẩm thấu được vào trong da tốt hơn. Và ngay sau đó, nếu như bạn nghĩ rằng làn da bạn cần thêm độ ẩm, hoặc là vô cùng đơn giản, bạn đã có sẵn cái toa được kê cho chính vấn đề của mình, thế thì hãy bước tiếp theo với những sản phẩm nào theo cái toa của chuyên gia hướng dẫn cho các bạn nhé. Và tôi chúc rằng với cái sản phẩm mới, công nghệ mới cho làn da của đô thị thì City Skin Overnight Detox sẽ là cứu cánh cho những làn da hiện nay đang rất dễ lên mụn nè, màu da không được sáng nè, lỗ chân lông to nè, lượng dầu nhiều nè. Bạn sẽ có một làn da tinh khiết hơn, sáng hơn, đẹp hơn chỉ ngay sáng hôm sau. Hãy detox tối nay các bạn nhé.